nhận biết và cảnh báo người dùng khi thay màn hình rởm, đăng tải trên trang chủ của Apple, hãng công nghệ cho biết sẽ siết chặt việc sửa chữa và bảo trì sản phẩm mới của mình. Cụ thể, iPhone 11 và iPhone 11 Pro mới có thể xác định màn hình không chính hãng để cảnh báo người dùng đang sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Theo nhà sản xuất, màn hình iPhone được thiết kế, thử nghiệm và sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng do Apple đặt ra với chức năng và khả năng phản hồi phù hợp trên mọi khía cạnh như độ sáng, độ chính xác màu, chu tone, nits và haptic touch. Phía nhà táo lý giải rằng việc sử dụng màn hình không chính hãng có thể gây ra một số vấn đề, trong đó hiệu suất cảm ứng đa chạm bị giảm độ nhạy, loạn cảm ứng, màu sắc hiển thị không chính xác và thậm chí còn hao pin hơn. Khi nâng cấp lên iOS 13.1, chủ sở hữu iPhone 11 sẽ nhận được cảnh báo nếu họ sử dụng thiết bị có màn hình không chính hãng. Cùng với việc cảnh báo, thiết bị của bạn sẽ lưu trữ thông tin về hư hỏng và gợi ý các phương án, thiết bị thay thế, giúp phân tích sửa chữa dễ dàng hơn. Theo Apple, những thông báo này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng iphone ngoại trừ những vấn đề liên quan tới chất lượng hiển thị của màn hình được biết tính năng này từng xuất hiện ở các đời máy trước có khả năng nhận biết và cảnh báo người dùng khi lắp đặt pin không chính hãng